Vietnam airline A321 near just arrived at Bangkok, and I am traveling with this bird on the economy class. Let's see what they have to offer, and I will do an unbiased review. Thưa quý khách, quý khách vừa lòng dành thời gian theo dõi cách sử dụng các thiết bị an toàn chiếu trên màn hình máy bay. Xin cảm ơn. Ladies and gentlemen, thank you for attention for a few minutes to watch your safety demonstration. Trưởng Bùi Thị Thu Lan và phi hành đoàn xin hân hạnh chào đón quý khách trên máy bay Airbus 321, chuyến bay mang số hiệu VN600 từ Bắc.